sleeper. Come on, number song say, baby, hands. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Alpha. Tôi là giáo viên Đỗ Thị Huyền Anh. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà bằng giấy này nhé. Để làm được ngôi nhà giấy như vậy thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây: 2 bìa cứng màu khổ A4 và một tờ giấy màu, một miếng bi tít hình tròn, thước kẻ, bút chì, kéo sữa, 2 cuộn băng keo hai mặt đã hết và một cuộn còn, nhíp, đĩa tròn làm khuôn và cuối cùng là xúc bi. Nguyên liệu đã sẵn sàng, các bạn hãy cùng tôi bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên, sử dụng bìa cứng màu hồng, dùng thước và bút chì đo khoảng 12 cm, tương tự bên kia, và chúng ta sẽ nối hai điểm lại với nhau. Dùng keo cắt bỏ phần còn lại. Tiếp theo, sử dụng tờ giấy màu mặt sau có các ô ly, vẽ một hình chữ nhật có chiều dài 8 ô ly, chiều rộng 6 ô ly và hai hình vuông bằng nhau mỗi cạnh 5 ô ly. Sau đó dùng kéo cắt ra. Tiếp theo, sử dụng thước và bút chì vẽ viền trong tất cả các hình. Viền trong cách viền ngoài là 1 ô ly. Sau đó, gấp đôi lại và dùng kéo để cắt viền trong. Các bạn sẽ được một cái khung như vậy, tương tự với hai hình còn lại. Các bạn sử dụng phần ruột vừa cắt, ướm và đánh dấu lên bìa cứng, hình chữ nhật làm cửa chính và hình vuông làm hai cửa sổ. Dùng thước và bút nối lại với nhau. Sử dụng kéo để cắt bỏ hình chữ nhật và hai hình vuông. Tiếp theo, các bạn sử dụng kéo để cắt giấy màu thành hai dải dài, mỗi dải có độ rộng là nửa ô ly. Sau đó, cắt chúng thành 7 đoạn dài ngắn như sau. Sử dụng keo sữa để dán các sợi vô bên trong ba khung cửa. Manta.
Sử dụng băng keo hai mặt dán xung quanh ba khung cửa trên bề cứng. Dùng kéo cắt bỏ phần dư của khung cửa. Bóc keo dán và dán theo thứ tự một cửa chính và hai cửa sổ. Phần dư thì các bạn cắt và dán xếp lên trên nhé. Chúng ta sẽ được phần thân ngôi nhà như vậy. Tiếp theo, sử dụng hai cuộn băng keo đã hết. Ở lớp ngoài vẫn còn một lớp keo, cho nên chúng ta sẽ bóc ra và không cần phải dán thêm keo nhé. Dán cố định và đều tại điểm trên và điểm dưới của thân ngôi nhà. Cuốn tròn, đều tay và cố định ở lớp ngoài cùng bằng băng keo hai mặt. Phần mái nhà, các bạn sử dụng bìa cứng màu đỏ và cây đĩa để vẽ hình tròn. Dùng kéo cắt thành hình tròn. Cắt một hình tam giác có đỉnh ở tâm hình tròn. Sau đó, dùng keo sữa dán cố định điểm đầu và điểm cuối lại với nhau. Giữ xíu cho khô và chúng ta cũng đã có được mái nhà nhé. Dùng keo sữa để gắn phần thân và mái nhà lại với nhau. Vậy là chúng ta đã có được ngôi nhà rồi. Để ngôi nhà trở nên xinh đẹp, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua bức trang trí ngôi nhà nhé. Chúng ta sẽ sử dụng keo sữa và gắn xếp đi lên mái nhà. Mái nhà cũng đã xong. Các bạn sử dụng miếng bít tết hình tròn nhé. Ở đây đã có sẵn một lớp keo nên chúng ta chỉ việc bóc ra thôi. Nếu chưa có thì các bạn cần phải quét keo nhé. Gắn ngôi nhà lên giữa và phần xung quanh chúng ta sẽ phủ một lớp xốp bi nhé. Và đây là ngôi nhà sau khi chúng ta vừa hoàn thành. Các bạn hãy cùng tôi chiêm ngưỡng ngôi nhà này nhé. Vậy là chỉ thêm một chút ánh sáng nữa thôi là ngôi nhà của chúng ta rất là long lanh và xinh đẹp đúng không nào? Vậy là video của tôi đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!